Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma. Với rất là nhiều video ngoài kia, nhưng mà mọi người vẫn lựa chọn video này, Nam chân thành là biết ơn điều đó. Mọi người yêu thương á, nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Không phải đợi chờ lâu nữa, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện ngày hôm nay. Chúc mọi người sẽ có một cuối tuần nghe chuyện bên gia đình thật là vui vẻ và hạnh phúc. Câu chuyện ngày hôm nay của một chị tên là Hiền kể lại thì nói sơ về chị Hiền này đi. Thì chị là một người có căn duyên với những cái chuyện tâm linh. Cụ thể là ở nhà của chị có mở một cái phủ thờ luôn. Mà cái công việc thường xuyên chị hay làm đó chính là tới những cái nơi mà người ta phá thai đó, để mà nhận những cái bào thai này đem về chôn cất, cúng kiến để mong cho những cái vong linh này sớm được siêu thoát và không có oán hận với những cái người mà đã bỏ chúng đó. Thì cái nghĩa cử mà chị làm rất là cao đẹp luôn nha mọi người. Mà chị nói rằng cái câu chuyện, cái sự việc này nó xảy ra làm cho chị ám ảnh cả một khoảng thời gian luôn. Cho tới khi mà chị bình tĩnh thì chị mới dám kể lại cái câu chuyện này. Thì cụ thể là nó xảy ra vào ngày 19 tháng 8 năm 2016. Lúc đó là khoảng độ 11 giờ 20 phút thì chị có một cái cuộc gọi điện thoại từ một cái người chị bạn ở trong một cái bệnh viện sản. Thì chị ngay lập tức chị nghe điện thoại, lúc này là đầu dây bên kia cái chị bạn này mới nói là: Hiền ơi, có một cái ca này nè, là cái bào thai nó được 7 tháng tuổi rồi nhưng mà gia đình này không có muốn nuôi nên là cố gắng để mà bỏ cái thai này, thì không biết rằng là em có muốn nhận cái ca này hay không. Thì khi mà vừa nghe tới đó là ngay lập tức chị Hiền chị trả lời rằng là: dạ em nhận cái ca này, chị giúp em với nha, chị cố gắng giữ cái đứa bé nha. Thì cái người bác sĩ ở đầu dây bên kia mới nói là: chị sẽ cố gắng hết mình, thôi thì em tranh thủ em tới. Thì ngay lập tức chị Hiền chị kêu là: bây giờ em đi liền nè. Chị mới vội vàng nha, xỏ vào cái đôi dép rồi khoác cái áo lên, rồi chị mới gọi điện thoại cho một cái người anh họ đánh xe qua để mà chở chị lên thẳng cái bệnh viện đó. Thì khi mà tới được cái cổng sau rồi, chị mới gọi điện thoại cho cái người chị bạn, chị mới kêu là: em tới cổng sau bệnh viện rồi, chị đem bé ra cho em đi. Thì ngay lập tức là từ ở cổng sau á có một cái người chạy ra. Thì cái người này ẵm cái đứa bé rồi quấn rất là nhiều cái lớp khăn luôn mới đưa cho cái chị Hiền. Chị Hiền chỉ ngồi trên xe chỉ ôm cái đứa bé mà chị biết rằng là nó còn rất là nhỏ nên là chị ôm hờ hờ thôi chứ chị không có dám ôm chặt nha. Thì cái người bác sĩ này bây giờ mới nói là: chị đã làm đúng cái trách nhiệm bổn phận của chị rồi, rồi còn lại mọi thứ là đều nhờ em hết nha Hiền. Thì chị Hiền chỉ mới kêu là: dạ em biết rồi. Thì ngay lập tức là cái người anh họ chở chị cùng với cái đứa bé này tới một cái bệnh viện khác. Thì trong cái lúc mà ngồi ở trên xe đó, chị mới mở từng cái lớp khăn ra để mà chị nhìn cái đứa bé, thì lúc đó là nước mắt của chị lưng tròng luôn. Chị khóc quá trời là khóc, bởi vì chị nhìn thấy cái đứa bé này chị quá là xót xa. Là chị nhìn nó nhỏ xíu à, nó chỉ to bằng một cái lon nước ngọt bình thường thôi, mà người của nó là tái nhợt hết rồi, giống như là hô hấp của nó đang rất là yếu ớt. Mà chị nói nó hình thành đầy đủ tay chân mắt mũi miệng, có nghĩa là giống như một cái đứa trẻ bình thường rồi, chỉ đều là hơi nhỏ thôi. Thì chị thấy cái hô hấp của nó quá là yếu ớt, chị cố gắng chị nhấn để mà giúp cho cái đứa bé này nó hô hấp được đó. Thì chị nhìn là chị biết chắc chắn rằng cái đứa bé này nó sẽ không có sống được đâu, nhưng mà dù chỉ còn đúng 1% hy vọng thì chị vẫn hy vọng rằng cái đứa bé này nó sẽ sống sót. Thì khi mà tới được cái bệnh viện rồi thì ngay lập tức là cái đứa bé này nó tắt thở luôn, không có một cái phép bầu, không có một cái điều kỳ diệu nào xảy ra hết. Nhưng mà chị vẫn không chấp nhận, chị mới lao vào trong cái bệnh viện, chị ẵm đứa bé trên tay mà chị gào, chị kêu những người bác sĩ này hãy giúp chị để mà cứu sống đứa bé. Nhưng mà mọi người biết rồi, bác sĩ thì cũng chỉ là con người chứ đâu phải là thần tiên đâu mà có thể cứu một người từ cổ chết để mà sống dậy, chưa kể là đứa bé này nó còn quá nhỏ mà. Thì đứa bé này nó chết rồi, chị đau đớn lắm, chị mới ẵm đứa bé này về nhà để mà chị tắm rửa cho nó, để mà chị mặc đồ cho nó đó. Thì chị mới đem ra cái nghĩa trang gần nhà chị để mà chị chôn cất, rồi chị đặt cho cái đứa bé này có tên là An Nhiên, mong rằng là nó sẽ an nhiên, sẽ sống một cái cuộc đời ở một cái kiếp khác thật là bình yên, chứ kiếp này thì con đã quá là đau khổ rồi. Sau đó nha, thì khi mà chị về nhà những cái ngày sau chị cúng kiến cho bé,
thì chị luôn luôn chị cảm nhận và chị thấy được là cái đứa bé này nó có đi theo chị. Nhưng mà khoảng độ 49 ngày sau thì chị không hề chị cảm nhận được cái đứa bé này nữa. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm á, chị vẫn không có tìm thấy được vong hồn của bé An Nhiên. Nên là bây giờ chị quá là đuối, chị quá là mệt rồi. Thì chị đang nằm nghỉ như vậy á, điện thoại của chị reo lên, một cái số điện thoại rất là lạ. Thì chị mới bắt lên á, chị nghe. Thì đầu dây bên kia người ta rất là hốt hoảng, người ta mới kêu là: cho em hỏi đây phải là số điện thoại của chị Hiền không? Có phải là chị Hiền hay không? Thì chị Hiền chị mới trả lời là: dạ đúng rồi, mà ai vậy? Thì người ta mới nói là: trời ơi chị ơi, trời ơi, chị Hiền ơi, chị giúp em với, chị giúp em với. Chị Hiền chị không hiểu gì cả, không có nói đầu, không có nói đuôi, mà kêu giúp là giúp cái gì? Thì người ta mới nói tiếp, người ta mới nói là: chị ơi chị ơi, em là mẹ của cái đứa bé mà 7 tháng tuổi mà em vừa mới bỏ nè. Chị ơi chị giúp em với, không là em chết mất thôi. Thì chị Hiền chị nghe tới đó là chị biết có chuyện rồi. Chị mới kêu là: thôi bây giờ bình tĩnh, rồi chị sẽ đọc cái số địa chỉ nhà của chị, rồi có gì tới nhà của chị để mà nói chuyện, để mà cho nó dễ dàng hơn. Thì khoảng độ là 30 phút sau thì có một cái người phụ nữ chạy xe gắn máy tới nhà của chị. Thì khi mà vào bên trong thì chị cũng mời ngồi xuống để mà nói chuyện, để mà uống nước. Thì ngay lập tức là cái người phụ nữ này nắm chặt lấy tay của chị, mới nói là: dạ chị ơi, em á, em là Yến, em chính là mẹ của cái đứa bé mà 7 tháng tuổi mà em vừa mới bỏ đó chị ơi. Chị ơi chị giúp em với, nó tới tìm em hoài à. Thì chị mới kêu là: thôi bây giờ bình tĩnh đi, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện như thế nào thì chị mới biết để mà chị giúp được. Thì cái chị Yến này chị nói á, là cái khoảng thời gian đó, sau khi mà chị bỏ đứa bé được một khoảng độ rồi á, thì tự nhiên tối ngày hôm đó chị đang ngủ thì tự nhiên chị cảm thấy là lạnh lạnh ở cái ót đỉnh đầu á, mà có cảm giác là có cái gì nó nhỏ giọt rồi nó dính. Thì chị mới từ từ chị xoay ra thì trời ơi, chị thấy có nguyên một cái đứa bé nó nhỏ xíu à, mà nó đỏ ơi là đỏ, mà cái màu đỏ của nó là giống như là dính máu vậy đó. Thì nó bắt đầu nó nhìn chị, nó cười, rồi nó cười rít lên, xong rồi nó khóc oa 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 như vậy luôn. Mà chị nhìn hình hài của nó toàn là một màu đỏ thôi, mà nó đang ở trên cái đầu của chị như vậy. Thì chị quá là hốt hoảng, chị mới giật mình, chị tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một cái giấc mơ. Mà liên tiếp những ngày sau, đêm nào chị cũng nghe văng vẳng bên tai của chị những cái tiếng cười của đứa con nít, rồi những cái tiếng khóc oa 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 như vậy. Mà nhà của chị á, thật ra là mở một cái tiệm bán bia mọi người. Mà bình thường chị Yến này chỉ nói là nhà bán bia rất là đông khách luôn, mà không hiểu sao khoảng độ thời gian đó là không có một ai tới để mà uống bia luôn. Cho tới khi mà đỉnh điểm là cái người bố của chị á, ngày hôm đó là đang chạy xe, tự nhiên chạy xe như vậy mà không biết tại sao tay á cứng ngơ cứng ngắc, rị ga hết mức có thể, cuối cùng là tông vào người ta mà gãy tay gãy chân nằm tại một chỗ luôn. Thì bây giờ á, là cái chị Yến này chị biết chắc chắn rằng á, là do vong hồn của cái đứa con mà chị mới bỏ, nó đang quay về nhà để mà hãm hại chị. Thì chị ngay lập tức chị tới cái bệnh viện mà chị đã phá thai đó, chị hỏi vị bác sĩ thì người ta mới cho số điện thoại của chị Hiền để mà cái chị Yến này chị liên lạc. Thì chị Hiền lúc đó là chị vẫn còn rất là tức, bởi vì chị rất là ghét những cái người phụ nữ mà bỏ con như vậy. Chưa kể là cái đứa bé này nó 7 tháng tuổi là nó đã hình thành một cái cơ thể toạn vẹn hết rồi. Thì cái chị Yến này chị mới nói rằng là nhà của chị rất là nghèo, đủ ăn thôi chứ không có đủ đâu để mà nuôi thêm một cái đứa trẻ nữa, nên là gia đình mới ép cái chị Yến này bỏ cái thai đi, chứ thật ra là chị Yến chỉ không có muốn bỏ nha. Thì khi mà nghe như vậy á, thì chị Hiền chị thấy cũng tội, nên rằng là chị hứa rằng chị sẽ giúp cho. Thì nghe tới đó là cái chị Yến này nè, chị khóc quá trời là khóc luôn, chị cảm ơn ríu rít luôn. Thì chị Hiền mới dẫn chị Yến này vào trong cái phủ thờ để mà kêu vong hồn của bé An Nhiên lên. Mà khi mà chị kêu hoài luôn, chị cũng không hề thấy vong hồn của bé An Nhiên này đâu cả. Thì tự nhiên trong một thoáng chốc, chị mới thấy ở đằng sau lưng của cái chị Yến này có bóng dáng của hai cái đứa trẻ luôn. Thì chị mới tá hỏa luôn, là tại sao không thấy vong hồn của bé An Nhiên mà lại thấy hai vong hồn của một đứa trẻ khác. Thì lúc này chị mới hỏi trực tiếp cái chị Yến này, chị mới kêu là bây giờ nói thiệt đi, là trước cái bé An Nhiên là có bỏ thêm cái đứa bé nào nữa hay không? Nhưng mà cái chị Yến này lúc đó chị mới nói là không, chị không hề bỏ một cái đứa trẻ nào cả. Thì chị Hiền lúc này chị tức quá, chị mới kêu là không, chị thì bây giờ chị không giúp nữa, tự bản thân em mà tự lo liệu đi, rồi tự trả cái nghiệp báo của em đi. Thì bây giờ
bà Yến bà sợ quá, bà mới quỳ lại xuống, bà mới níu níu níu, bà mới khóc, bà mới kêu là em xin lỗi chị, thôi bây giờ em kể thiệt cho chị nghe. Thì chị Hiền chị mới biết được một cái sự thật vỡ lẽ ra là trước cái bé An Nhiên này là cái chị Yến đó chị bỏ tới tận hai cái đứa bé khác luôn. Mà hai cái đứa bé này á, lúc đó là nó còn rất là nhỏ, nó chưa có hình thành người. Chỉ duy nhất là cái bé An Nhiên là đã hình thành hết toàn bộ bản thể của một cái con người hoàn chỉnh rồi. Thì chị Hiền lúc đó là chị giận cực kỳ luôn, là tại sao không phải bỏ con có một lần mà bỏ con mình tới tận là ba lần lần. Thì nghĩ thử xem là những cái đứa trẻ này nó sẽ oán hận rồi cái án khí của nó sẽ dữ dội đến mức như thế nào cho bằng được. Tại sao lại có thể nhẫn tâm làm cái chuyện như vậy. Thì lúc đó là cái chị Yến này á, chị khóc lóc, chị van xin rất là nhiều. Chị mới kêu rằng là chị hối hận rồi, mong là chị Hiền giúp chị đi. Khi mà thấy cái người phụ nữ đó khóc lóc như vậy thì chị Hiền chị bắt đầu chị động lòng. Tại vì chị cũng là phụ nữ mà, nên chị kêu là thôi để mà chị cố gắng, chị cố gắng kêu vong hồn của bé An Nhiên thêm một lần nữa xem, để mà kêu bé ra để mà nói chuyện. Thì chị mới đốt nhang lên. Thì lúc này á, nguyên một cái bó nhang nó vực cháy luôn, một cái cơn gió nó thổi ào vào. Và bây giờ là tai của chị nha, nghe thấy những cái tiếng mà khóc nè, những cái tiếng mà gào thét cào cấu của những cái đứa trẻ. Thì ngay lập tức nhìn qua phía của chị Yến ấy, thì bả nằm vật vờ ra đất liền luôn. Người thì bắt đầu run rẩy bẩy lẩy bẩy lên, mắt thì trợn tráo lên, hai cái bàn tay thì giơ lên không trung mà kiểu như là cào cấu vào không trung gì đó. Thì lúc này là miệng của cái chị Yến này là lắp ba lắp bắp phát ra những cái câu mà rất là ghê luôn. Giết, hận, hận, giết nó, giết nó. Là chị biết ngay lập tức là chị mới nhào tới cái chỗ mà chị Yến này đang nằm xuống. Chị mới đưa tay ra chị bắt ấn để mà chị đẩy vong hồn của những đứa trẻ nhập vào trong người của chị Yến đó. Bởi vì chị biết rằng là những đứa trẻ này bây giờ nó rất là oán hận rồi, nó đang nhập vào để mà hành hạ cái thân xác của chị Yến này. Thì khi mà chị bắt ấn, chị ấn vào trong người của chị Yến á, thì chị Yến chỉ rung mấy hồi lên. Thì lúc đó là chị Hiền á, chị thấy là vong hồn của những đứa trẻ này nó thoát ra rồi, nó chạy ào ra khỏi cửa luôn. Thì chị Yến lúc đó là chị đã bất tỉnh nhân sự rồi, chị đâu có còn biết gì nữa đâu. Đến một hồi sau á, thì chị Yến này khi mà chị tỉnh dậy á, thì chị Hiền chị mới kể cho nghe rằng là những cái vong hồn của những đứa trẻ hồi nãy là nó đã vừa mới nhập vào trong người của chị Yến như vậy á. Thì bây giờ chị Hiền mới kêu rằng là bây giờ là phải chọn ngày lành tháng tốt thì mình mới có thể làm một cái buổi lễ để mà cúng á, kiểu giống như là cho những cái đứa bé này nó hồi hướng gì đó, để mà xin lỗi những đứa bé này. Thì chị Hiền chị mới kêu rằng là vào cuối tuần sau, chứ hiện tại là chưa có được. Sau đó là có đưa cho chị Hiền này một cái lá bùa, kêu chị Hiền này là về giữ cái lá bùa này ở trong người thì sẽ không bị vong hồn của những đứa bé này nó nhập vào người nữa. Thì cái chị Yến này chị mới cảm ơn xong rồi là ra về. Thực ra là mọi thứ đều là kế hoạch của chị Hiền này hết. Bởi vì chị Hiền chỉ nói á, chị muốn kéo dài thời gian để mà cho cái chị Yến này là chỉ cảm nhận được cái sự giằn xé, những cái nỗi đau mà ba cái đứa trẻ này á, nó trả thù. Bởi vì đây chính là cái quả báo, chính là cái nghiệp mà chị Yến này chị đã gieo ra. Nên là chị Hiền á, chị mới hẹn là tuần sau, để trong suốt một tuần như vậy á, là cho chị Yến này chỉ bị gặm nhấm từng ngày. Thì thiệt sự nha, chỉ trong vòng 4 ngày thôi, từ một cái người là 56kg mà chị Yến chỉ tụt xuống còn có 50kg thôi, tụt tới tận là 6kg luôn đó mọi người. Ngày nào là chị Yến cũng gọi điện thoại cho chị Hiền mà gào thét hết, nói rằng chị ơi chị cứu em với, chị giúp em với, nó ở bên cạnh em nè, nó dọa em nè, chị ơi nó xô em té xe, rồi chị ơi nó nhét em. Nói chung là rất là nhiều những cái cảnh kinh dị nó diễn ra. Thì chị Hiền chị mới nói thật sự luôn, đó là những cái điều mà chị muốn những đứa bé này làm như vậy đối với chị Yến, để mà cho chị Yến hiểu được là cái nghiệp chướng mà chị đã gây ra thì bây giờ là chị phải gánh chịu. Nhưng mà chị cũng không có để cái việc này đi quá xa, bởi vì chị sẽ sợ rằng là nó sẽ tạo nghiệp cho những cái đứa bé này. Thì khoảng độ là tới cái ngày đó thì cái chị Yến này cũng tới nhà của chị Hiền để mà chị Hiền chỉ làm một cái buổi lễ đó. Thì lúc này là chị mới dẫn chị Yến đi mua rất là nhiều đồ về để mà cúng kiến. Khi đó thì chị mới kêu chị
Yến là ngồi ở ngay cái phủ thờ của chị đi, chị vào bên trong để mà chị thay đồ. Thì khi mà chị Hiền này chị thay đồ xong chị bước ra thì chị không hề thấy chị Yến này ở đâu cả. Thì chị mới tá hỏa chạy khắp nhà luôn để mà tìm, thì mới phát hiện ra là chị Yến chỉ đang ở trong nhà vệ sinh, mà lúc đó là cái mặt của chị ụp vào trong cái xô nước rồi, mà kiểu như là chỉ giằn co rất là dữ dội nhưng mà vẫn không thể nào nguếch cái đầu ra khỏi được cái xô nước. Thì chị Hiền chỉ biết chắc chắn rằng là do những cái đứa trẻ nó làm rồi, chị mới vội chị chạy tới để mà chị đưa cái chị Yến này ra khỏi cái xô nước. Tới khi lúc đó là cả người của chị là thất thần luôn, ướt nhẹp hết từ trên xuống dưới luôn. Thì ráng để mà cho bản thân của cái chị Yến này chỉ bình tĩnh lại, thì chị đâu bình tĩnh nổi đâu, chị run cầm cập luôn. Chị mới nói với chị Hiền là thôi tụi nó hả lôi em vào trong đó để mà nhấn nước đó. Chị ơi em sợ quá chị ơi. Thì chị Hiền á, chị cố gắng chị trấn an cho bình tĩnh, rồi chị mới kêu chị Yến là bây giờ đi thay đồ đi, rồi chị sẽ giúp em để mà cúng kiến, để mà gọi những cái đứa trẻ này lên. Thì sau khi mà chị Yến này chỉ thay đồ xong hết á, thì chị Hiền chị cũng bày hết tất cả mọi thứ ra để mà có thể kêu hồn những cái đứa trẻ này lên. Lúc này á, là chị đã kêu được những cái đứa trẻ rồi, thì chị mới thấy từ ở phía đằng sau lưng của chị Yến này á, là bóng dáng của ba đứa trẻ. Nhưng mà tuyệt nhiên là cái bé An Nhiên á, là cái mặt của nó là bình thường lắm, nó không có thể hiện một cái vẻ gì đó là tức giận hoặc là oán hận gì cả. Nhưng mà hai cái đứa bé còn lại á, thì cái khuôn mặt của tụi nó rất là giận dữ luôn. Tụi nó mới nhìn chăm chăm vào trong chị Hiền như vậy. Thì lúc này là chị Hiền chị cố gắng chị nói những cái lời mà khuyên ngăn những cái đứa trẻ này để mà tha cho cái chị Yến đi. Chị nói rằng là ban đầu là phải dùng biện pháp nhẹ, là mình phải khuyên ngăn tụi nó trước, còn nếu như mà trường hợp xấu thì mình sẽ dùng biện pháp nặng hơn. Thì lúc này là những cái đứa trẻ này nó không có chịu, nó chửi bới rồi nó bay qua bay lại chạy nhảy ở trong cái phủ điện của chị để mà phá, để mà đập chọi đồ đạc rất là nhiều luôn. Thì lúc nãy là chị hết bình tĩnh rồi, chị mới rút ra một cái sợi dây thần, sau đó là chị mới quật vào trong không khí một cái phật. Thì lúc đó là hai cái đứa trẻ này nó mới sợ, nó mới tới trước nghe chị, nó mới quỳ gối xuống. Thì chị cũng khuyên ngăn tụi nó là tha thứ cho chị Yến này đi, nhưng mà tụi nó không chịu. Tụi nó mới quay qua nhìn chị Yến, rồi tụi nó mới chỉ vậy nè, mà thể hiện một cái khuôn mặt giận dữ, mà cái ánh mắt rất là căm phẫn. Tụi nó mới nói là giết người, kẻ giết người, kẻ giết người. Tụi nó quay qua thấy chị á, thì tự nhiên bất giác tụi nó mới xin lỗi. Tụi nó mới kêu cô ơi, đừng đánh con, cô ơi cô đừng đánh con đau lắm, con đau lắm, con đã đau rồi, con không có muốn đau thêm nữa đâu. Thì tự nhiên cái khoảnh khắc lúc đó nha, mọi thứ qua cái ánh mắt của chị tự nhiên nó biến thành một cái màu đen. Chị mới thấy là mình đang ở trong bệnh viện. Rồi tự nhiên chị mới thấy á, là chị đang nằm ở trên cái giường. Rồi từ ở phía trên rất là cao nha, nguyên một cái gì đó nó rất là sắc bén, mà nó bằng sắt, nó mới từ từ nó đưa xuống, rồi nó cắt tay của chị, nó cắt chân của chị, nó cắt từng cái bộ phận của chị ra khỏi người của chị luôn. Chị rất là đau đớn luôn, chị đau đớn tột độ luôn. Mà chị nói rằng mọi người hình dung ra, bình thường là mình bị đứt tay đứt chân là mình đã đau rồi, mà cái cảm giác mà bị lìa hết toàn bộ bộ phận trong cơ thể nó đau đớn dữ dội lắm. Rồi chị mới thấy là từng bộ phận trên cơ thể của chị nó được bỏ vào trong một cái bịch ni lông, rồi chị bị quăng qua một bên. Xung quanh là có rất là nhiều những cái bịch ni lông khác, rồi từ trong những cái bịch này những cái tiếng khóc ai oán của những đứa trẻ nó bắt đầu nó phát ra oan. Cho đến khi mà chị bừng tỉnh nhảy thì cả người của chị là toát đầy mồ hôi hết. Mà chị nhìn lại tay chân của chị mà chị còn sợ nữa, chị bủng rủng tay chân luôn. Bởi vì chị nhớ lại cái hình ảnh hồi nãy mà chị bị cắt tay cắt chân á, mà máu nó tuôn ra, mà nó đau đớn một cách dữ dội luôn. Thì ra là những cái đứa trẻ này nó vừa mới cho chị cảm nhận lại cái nỗi đau mà tụi nó đã từng trải qua khi mà bị phá bỏ, khi mà bị cắt từng bộ phận trong cơ thể để mà lôi ra khỏi bụng mẹ của tụi nó đó. Tụi nó mới cho chị nhìn thấy một cái ảo cảnh như vậy. Trời ơi mọi người, chị rất là hãi hùng luôn, bởi vì nó rất là chân thật đối với chị. Lần đầu tiên trong cuộc đời của chị làm những cái chuyện về tâm linh mà chị cảm nhận nó sâu sắc tới mức độ như vậy luôn.
bình thường á, mọi người hình dung không, là những ai mà đã sinh con rồi thì người ta sẽ biết là cái nỗi đau sinh con á, nó giống như là bị gãy cả 6 cái xương sườn của mình á. Nhưng mà theo chị Hiền chị nói á, là cái nỗi đau bị cắt từng cái bộ phận ra, trời ơi, nó kinh khủng lắm. Nó cảm giác giống như là ai đó mà cào xé, rách từng cái nội tạng của mình mà lôi ra bên ngoài, nó đau dữ dội luôn. Thì bây giờ chị mới hiểu được rằng là tại sao những cái vong linh của những cái đứa trẻ mà bị phá thai á, nó lại oán hận tới mức như vậy. Lúc đó là bất giác là nước mắt của chị cứ như vậy mà tuôn rơi thôi. Chị mới kể lại cho cái chị Yến nghe về cái nỗi đau mà chị vừa mới cảm nhận được. Thì bây giờ là chị Yến chị cũng khóc rất là nhiều, và chị ân hận bởi vì những cái lỗi lầm mà chị đã gây ra. Thì chị mới nói rằng là chị rất là muốn được gặp những cái đứa trẻ đó để mà có thể nói ra những cái câu để mà xin lỗi tụi nó. Thì ngay lập tức chị Yến chị ngất xỉu luôn. Ba cái đứa trẻ này đã vào trong cái mộng cảnh của chị Yến để mà có thể gặp được chị. Chị Hiền chỉ ngồi ở phía bên ngoài á, thì chỉ nhìn thấy là chị Yến này trong lúc mà chị ngất xỉu mà nước mắt của chị cứ tuôn rơi như vậy. Cho đến khi mà chị Yến này chị tỉnh giấc á, thì chị cũng nói rằng là trong cái viễn cảnh giấc mơ đó, chị cũng đã cảm nhận được cái nỗi đau đó, và chị cũng thấy được những cái đứa trẻ này á, nó rất là oán hận như vậy, nên là chị đã xin lỗi tụi nó rất là nhiều. May mắn là cái tụi nhỏ này á, nó cũng đã đồng ý để mà tha thứ cho chị rồi. Và cái chị Hiền chị kể, chị nói rằng chị nhớ hoài cái câu nói của những cái đứa trẻ này. Nó mới nói như vậy nè, là mẹ ơi, nếu mà có kiếp sau á, mẹ đừng có bỏ con nữa mẹ nhé. Sau cái ngày hôm đó thì chị Yến này không có bị những vong hồn đứa trẻ này quấy phá nữa. Và kể từ đó là chị cố gắng, chị tu tập, chị ăn chay nha. Chị thường xuyên đi chùa để mà có thể đọc kinh, để mà có thể sám hối cho bản thân của mình, rồi làm nhiều việc thiện nè, rồi phóng sanh để mà tích đức. Và tới hiện đại bây giờ nha, là chị Yến chị cũng đã có được 3 cái đứa con rồi. Và một trong 3 cái đứa con đó chị cũng đặt tên là An Nhiên luôn. Và đó là khép lại câu chuyện của ngày hôm nay. Mọi người có nghĩ suy vì về câu chuyện này, nhớ để lại comment cho Nam biết nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.